thấy là con người quái không? Ê, gọi là tiết kiệm lao động. Hai phần là máy tự động hóa. Đây là chỉ để theo dõi. Mời các bạn ghé thăm xưởng lắp ráp ô tô VinFast. Chạy toàn điện không nhỉ? Dạ. Chạy toàn điện hả? Cái gì? Xe ô tô này này. Đúng. Đi xăng à? Động cơ. À, động cơ. Xe điện là đầu xăng xe buýt. Buýt điện.
tặng tổng biên tập đấy, thấy mà có sách tập đoàn tặng tổng biên tập một cái. Siết rồi. Giờ anh em mà tặng cái quảng cáo của một dạng. Anh bảo đây trong này là bao nhiêu, mấy trăm cái? Nghìn cái anh nhỉ?